Chào các bác, hôm nay em đặt lên sóng một bộ phối ghép khá hay và khá là tâm đắc. Cặp loa JBL L36 The Cat bên em phối ghép với chiếc âm ly Marzahn Esotech PM4. Thưa các bác, cặp loa L36 The Cat là một cặp loa đã quá nổi tiếng, một cặp loa tầm trung của JBL, được rất nhiều anh em săn lùng cũng như là tìm kiếm. Cặp này thiết kế với vỏ gỗ sồi, chiều cao 61, chiều rộng 35 và chiều sâu là 34 cm, với cấu hình một bát 25 cm, màng giấy củ nem châm Enico. Bát này thì có một cái rốn lõm khá là lớn cho cái tiếng trầm sâu mềm mại. Sở hữu một loa chung gân vải tẩm dầu, một loa chung giấy khá lớn và một loa chép giấy giống như trên các cái đời 4311, 4312 hoặc là trên các cái đời L100. Tiếp đến thì bên trên nó có hai vi tinh chỉnh cho giải mid và giải chép, logo L36 DK được hiện hữu ở trên đó. Phía dưới cùng thì có một cái lỗ thông hơi. Cặp loa này bên em phối ghép với chiếc âm ly Marzahn PM4 Esotech, là một dòng âm ly cao cấp của Marzahn. Cả hai sản phẩm này được sản xuất vào những thập niên của những năm của thập niên 70. Thì các bác, chiếc âm ly Marzahn PM4 thiết kế khá là độc đáo với mặt nhôm phanh vàng chanh, phía trên là tấm lắp lưng có cái tác dụng là tản nhiệt luôn. Trước này thì có chạy class A cho chất âm rất là ngọt, càng chơi càng nóng máy thì chất âm càng ngọt ngào và quyến rũ. Cả bộ thì bên em phối ghép với nhau rất là nhuần nhuyễn và kết hợp với nhau hay trong tầm giá. Thưa các bác, chiếc âm ly Marzahn PM4 Esotech thì có giá bán là chiếc âm ly có giá bán là 11.500.000 đồng, còn cặp loa thì có giá bán là 15.500.000 đồng. Cả bộ thì đẹp xuất sắc cũng như là zin nguyên bản. Thưa các bác, cặp loa thì hôm qua em đã quay chi tiết rồi, nay quay sơ qua lại cho các bác xem. Thiết kế với vỏ gỗ sồi đẹp, zin nguyên bản, thùng vách góc cạnh còn rất là đẹp, phải nói là xuất sắc luôn. Phía sau thì nó dùng cái cặp loa mỏ chim vẫn còn zin nguyên của JBL, chưa phải thay thế. Nhiều cái thì nó hỏng mỏ chim thì chúng ta phải thay thế đây. Vỏ gỗ sồi rất là đẹp luôn, vuông thùng sắc cạnh, không một cấn móp. Còn về tuyến loa thì thưa các bác là nét căng đẹp từng cm. Bát, mid, chép tất cả đều căng mọng luôn. Hai vi tinh chỉnh ở đây, đây chép, đây, mid, đây, bát, đây, tất cả đều đẹp xuất sắc. Dòng này thì nó có một cái căng vải màu xanh khá là đẹp, còn nguyên logo JBL cả hai cái căng. Cái căng của nó hơi vát vát tí, trông rất là đẹp. Cả bộ này thì rất là ngọt rồi. Chiếc âm ly ngoài đánh JBL nó còn đánh tốt rất nhiều các dòng loa Mỹ khác, tuy nhiên thì đánh JBL là sở trường của nó luôn. Mời các bác chúng ta cùng thưởng thức. Em đừng e ấp nếu đôi mình đã thật yêu rồi, em chờ dâu. Các bác nhớ đeo tai phone vào thẩm âm hoặc là kết hợp dài hệ thống âm thanh nhạc bác để chúng ta cùng nghe cho chi tiết. Tình ơi.
tôi quay buồn. Bộ phối ghép hết thuốc như thế thì cặp loa có giá bán 15.500.000 đồng, một mức giá rất tốt cho các bác có thể sở hữu được một cặp loa tầm trung của JBL cho chất âm cực kỳ là hay. Phối ghép với chiếc âm ly Mazang PM4 Esotec có giá bán 11.500.000 đồng. Cái giá của chiếc âm ly này chỉ có giá đó khi mà em bán kèm cặp loa, còn các bác mua lẻ thì giá âm ly sẽ là 12.000.000 đồng các bác nhé. Bác nào có nhu cầu sở hữu bất cứ sản phẩm nào hoặc chọn bộ sản phẩm, mời các bác alo trực tiếp cho em đặt trần một bộ phối ghép cực kỳ là hay. Mời các bác chúng ta nghe một chút bản nhạc acoustic được thể hiện qua hệ thống phối ghép này. Nguồn phát thì em xin nói luôn, em lấy trực tiếp từ trên YouTube. Ca khúc Khói Thuốc Đợi Chờ, một ca khúc hit cover của Sĩ Minh Nguyễn, được thể hiện qua một giọng ca rất trẻ, ca sĩ Phương Phương Thảo. Mời các bác chúng ta cùng thưởng thức ạ. Yêu nhau cho đớn đau, hàm sâu trong thịt da. Có những vết thương còn để lại đời ta. Dày vò theo tháng ngày, ôm ấp cuộc tình. Rất là nồng nàn. Bộ này phối ghép quá ngọt luôn, em khẳng định là rất ngọt. Người đi. Ôi bao năm tháng yêu, còn bên nhau rồi xa. Có những lúc em ngồi một mình đợi anh, đợi người đi chẳng về, quên mất câu thề. Bỏ lại đây tình ta còn đang rõ xa. Giữa bóng tối em ngồi đây buồn khói thuốc, giữa những nỗi đau còn đang kêu than trong hồn em cho đời xót xa, vì nụ hôn còn thiết tha. Khói thuốc trắng ly cà phê càng thêm đắng, thấm ngón tay vàng tim chơi vơi theo thời gian có nhịp vắng anh. Giờ thầm chế trong em, yêu hai sẽ khổ đau giữa ta xa lìa nhau. Tiếp theo thì một số em xin test thêm một nguồn nhạc khác nhé, một chút nhạc khác để em đạt trần. Mời quát chúng ta cùng thưởng thức chất âm của cặp này. Một chút nhạc rumba nhẹ nhàng sâu lắng. Những cái dòng thể loại nhạc này thì các bác có thể nghe rất là rõ được tiếng bass, tiếng chép của cặp loa. Tiếng bass nó đánh sâu mềm mại, không kém phần uy lực.
trung âm thì nó lên rộng thoáng chi tiết, và giải chép này chép giấy nghe tiếng rất là tơi, chép tiếng rất là mịn, lên cao không bị chói gắt hay là không bị mệt tai. Dòng loa các bác nghe rất hay, nghe cả ngày cũng được. Lòng anh buồn biết mấy, được tin em có chồng, chắc người từ đâu ấy còn vương tin khôn nguôi. Giờ em đi lấy chồng, còn đâu mà trông ngóng, đẹp duyên em với chồng, xây cuộc đời đầm ấm để anh tan. Sản phẩm nào mời qua alo trực tiếp cho em đặt trần, số máy 0983586968 sắp đặt trần với địa chỉ phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Bên em có ship hàng toàn quốc. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi video clip.